Chimmy kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi điểm tin buổi sáng hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Lo sợ Covid-19, UC Irvine hủy các buổi lễ tốt nghiệp. Úc, New Zealand buộc từ cách ly bất kỳ ai đến hai nước này. Sài Gòn tạm đóng cửa các nơi ăn chơi đến hết tháng 3. Việt Nam xem xét tạm dừng visa du lịch đối với từng tiểu bang của Mỹ. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Các thú vị, UC Irvine quyết định hủy các buổi lễ tốt nghiệp sắp tới để phòng ngừa COVID-19. OC Register đã dẫn lời các chế chức của trường cho biết vào hôm qua thứ Bảy 14 tháng 3. Trước đó, theo kế hoạch, các buổi lễ tốt nghiệp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6. Thông báo này được đưa ra sau khi ông Gavin Newsom, thống đốc California, ra lệnh cấm tụ tập từ 250 người trở lên trên toàn tiểu bang. Đây là lần đầu tiên UC Irvine hủy lễ tốt nghiệp kể từ khi trường thành lập năm 1965 đến nay. Kính thưa quý vị, UCI cũng là trường đầu tiên trong hệ thống University of California hủy lễ tốt nghiệp. Trường đại học nằm ở Orange County này có khoảng 31.000 sinh viên. Năm 2019, trường cấp hơn 10.000 bằng cao học trong đó hơn 9.000 sinh viên nhận bằng tại các buổi lễ tốt nghiệp. Phó Viện trưởng Burns cũng khuyên gia đình sinh viên không nên lên kế hoạch đến trường dự lễ tốt nghiệp. Thay vào đó, các chế chức của trường đang tìm cách khác để mừng ngày tốt nghiệp cho sinh viên. Thông tin thêm dành cho các sinh viên sắp tốt nghiệp sẽ được công bố trong vài tuần tới, theo lời của ông Burns. Trong tuần này, UCLA cũng như một số trường đại học khác ở miền Nam California thông báo sẽ chuyển sang dạy online để đảm bảo an toàn cho sinh viên giữa lúc Covid-19 tiếp tục lây lan. Tính đến thứ Bảy ngày 4 tháng 3, Orange County có 14 ca Covid-19. Quay sang Úc, thì kính thưa quý vị, Thủ tướng của Úc hôm Chủ nhật ngày 15 tháng 3 ra lệnh bất kỳ ai đến nước này cũng phải tự cách ly 14 ngày để ngăn Covid-19 lây lan, theo BBC đưa tin. Lệnh này có hiệu lực ngay từ nửa đêm Chủ nhật, Thủ tướng Morrison hối thúc người dân tuân thủ biện pháp giữ khoảng cách nhiều hơn, kể cả không bắt tay nhau. Cũng tại buổi họp báo thì ông Benin Murphy, giới chức y tế hàng đầu của Úc, thừa nhận đây là thời kỳ khó khăn của đất nước. Ông kêu gọi người dân tỉnh táo khi mua nhu yếu phẩm, không được mua bừa bãi vì lo sợ. Theo lệnh mới, tàu du lịch nước ngoài cũng không được cập cảng của Úc trong vòng 30 ngày, nhưng trường học vẫn mở cửa. Úc hiện có gần 250 ca nhiễm COVID-19 và 3 ca tử vong. Hôm thứ Bảy hôm qua, thì New Zealand cũng ban hành lệnh tương tự buộc hầu như tất cả người nào đến nước này từ nửa đêm Chủ nhật phải tự cách ly. Thủ tướng Jacinda Ardern cũng cho hay lệnh này cũng áp dụng cho công dân New Zealand về nước. Chỉ có một số hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương không có ca nhiễm nào mới được miễn trừ. Bà Ardern nói chính quyền sẽ xem xét lại lệnh mới này sau 16 ngày nữa. Bà cũng cho biết là không có du thuyền nào được phép cập cảng New Zealand cho đến 30 tháng 6. Quay sang phần tin đến từ Việt Nam, thì các thú vị rạp chiếu phim, quán bar, game online, các điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu trên khắp Sài Gòn sẽ tạm đóng cửa kể từ 6 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 15 tháng 3 đến hết tháng 3, theo lệnh của Ủy ban Nhân dân thành phố này. Theo báo VN Express, quyết định được ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân ở Sài Gòn, đã ký vào tối ngày 14 tháng 3, theo đề nghị của các sở văn hóa thể thao, sở y tế và ý kiến của Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Động thái này được lãnh đạo thành phố Sài Gòn đưa ra nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bùng phát dịch bệnh trên địa bàn. Các sở ngành liên quan và 24 quận, huyện được giao nhiệm vụ theo dõi kiểm tra chặt chẽ. Cùng ngày 14 tháng 3, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nhất, ký công văn khẩn gửi đến các phòng ban và các nơi liên quan trong quận, yêu cầu tất cả phủ trường hoạt động riêng lẻ karaoke, rạp phim, quán bar, bia club trên toàn quận Nhất dừng hoạt động kể từ 6 giờ chiều thứ bảy ngày 14 tháng 3. Tình cũng cho biết, lãnh đạo quận Nhất cho rằng các cơ sở này tập trung đông người dễ lây lan dịch bệnh, chỉ nên hoạt động trở lại khi hết dịch. Dân số quận Nhất rất đông nhiều cơ sở lưu trú du lịch tập trung mỗi ngày có khoảng 3.000 người tạm trú. Trong tháng 2 vừa qua, lên đến 183.000 người, nên nguy cơ lây lan rất cao. Sài Gòn là nơi tập trung các dịch vụ như là vũ trường, quán karaoke nhiều nhất ở Việt Nam với 180 vũ trường, quán bar, beer club và gần 500 quán karaoke massage rạp chiếu phim game online. Theo báo Tuổi Trẻ, trước giờ, quyết định của Ủy ban Nhân dân quận nhất có hiệu lực, phố đi bộ Bùi Viện trở nên hỗn loạn. Khi cơ quan chức năng đến yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh các loại hình trên tạm ngưng hoạt động. Đến 6 giờ chiều, phố đi bộ Bùi Viện vắng hoa, các cơ sở tắt hết đèn, nhân viên lần lượt kéo nhau ra về. Khu phố sầm uất tại quận nhất trở nên vắng lặng, yên ắng hơn hẳn. Cũng trong phần tin đến từ Việt Nam, thì kính thưa quý vị xem xét quyết định cụ thể việc tạm dừng visa du lịch đối với người nhập cảnh từng tiểu bang của Hoa Kỳ căn cứ theo diễn biến dịch bệnh ở Hoa Kỳ. Đây là một trong các nội dung được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Cộng sản Việt Nam phát đi hôm qua ngày 14 tháng 3 năm 2020 về thông báo kết luận của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Cũng theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ Cộng sản Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước khuyến cáo học sinh, sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài không về Việt Nam trong thời gian có dịch. Trường hợp thực sự cần thiết phải nhập cảnh Việt Nam phải được cách ly theo quy định. Để phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch, hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng dịch đến Việt Nam để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt kiểm tra chi tiết, nghiêm túc tờ khai y tế, yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam sẽ yêu cầu ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Yêu cầu hành khách đeo khẩu trang suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Hạn chế các chuyến bay Việt Nam đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Việt Nam bay đến các vùng có dịch. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng cho hay Việt Nam sẽ thu phí điều trị đối với người nước ngoài. Tính đến cuối ngày 14 tháng 3, Việt Nam xác nhận có 53 người bị nhiễm Covid-19. Cảm ơn quý vị đã theo dõi điểm tin buổi sáng với Jimmy. Chúc quý vị sẽ có một ngày chủ nhật an lành và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.